Ở cái trang bất động sản.com thì chúng ta cạnh tranh nhau bằng cái số lượng tin VIP, tin thường. Đa số chúng ta sẽ cạnh tranh nhau như vậy các bạn. Ông nào ông ít tiền thì ông đăng tin thường, mà ông nào nhiều tiền hơn thì đăng tin VIP, thì sẽ đứng trên tin thường và sẽ hiển thị trước tin thường. Nhưng mà ở Chợ Tốt á, thì ta sẽ cạnh tranh nhau bằng một cái này này các bạn. Đó là cạnh tranh về cái thời điểm đăng. Rồi, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Connect House nha. Ở cái clip trước á, mình có chỉ cho các bạn về cách tối ưu tin lên cái trang bất động sản.com.vn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tối ưu và một vài cái mẹo khi mà mình đăng tin lên cái trang Chợ Tốt nha. Mỗi cái trang web đăng tin thì nó có mỗi cái kiểu đăng tin khác nhau các bạn, và có từng cái cách thức, từng cái cách nạp tiền và cách làm khác nhau. Mình không thể áp dụng chung từ đầu tới cuối được, tại vì từng cái tính chất trang nó khác nhau. Đó, cho nên là ví dụ mình biết như vậy á, thì cái khả năng đăng tin của mình nó sẽ tối ưu hơn. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn vào cái trang Chợ Tốt này. Mình search cái là bán nhà quận Bình Thành nha các bạn. Rồi, bất động sản Chợ Tốt đây. Vào. Rồi, đây là cái điểm khác biệt để mình nói cho các bạn này. Ở bất động sản.com á, cái trang bất động sản.com và cái trang Chợ Tốt là hai cái trang mà đa số là nó sẽ đứng đầu, nằm trong top của Google. Cho nên là mình sẽ đi chuyên sâu vào hai cái trang này. Về cái sự khác nhau khi chúng ta đăng tin lên Chợ Tốt và sự khác nhau khi chúng ta đăng tin lên trang bất động sản.com là nó như thế nào. Thì đây, ở cái trang bất động sản.com thì chúng ta cạnh tranh nhau bằng cái số lượng tin VIP, tin thường. Đa số chúng ta sẽ cạnh tranh nhau như vậy các bạn. Ông nào ông ít tiền thì ông đăng tin thường, mà ông nào nhiều tiền hơn thì đăng tin VIP, thì sẽ đứng trên tin thường và sẽ hiển thị trước tin thường. Nhưng mà ở Chợ Tốt á, thì chúng ta đăng tin thì chúng ta sẽ tốn phí một lần là 15.000. Nó cũng có tin VIP, tin thường, tin đặc biệt đấy. Đây này, nó cũng sẽ có cái tin VIP, tin ưu tiên này các bạn này. Nhưng mà cái số lượng tin VIP trong Chợ Tốt nó không nhiều, cho nên là đa số ở trong Chợ Tốt chúng ta sẽ cạnh tranh nhau bằng một cái này này các bạn. Đó là cạnh tranh về cái thời điểm đăng. Tại vì hầu như là cái số lượng lượt tin lên Chợ Tốt nó liên tục các bạn. Đây này. Bây giờ hiện tại là 20 giờ buổi tối, khoảng 20 giờ thì cái số lượng tin nó lên này các bạn. 8 phút trước, 15 phút trước. Này là trong quận Bình Thành thôi nhé các bạn. Đó, tầm khoảng vài phút là cứ lên một tin, vài phút là cứ lên một tin. Ở trong Chợ Tốt thì cứ vài phút là cứ có một cái tin về nhà cửa mới được đăng lên. Và cái lượng khách vào để tìm nhà trong Chợ Tốt cũng rất là nhiều. Cho nên khi mà chúng ta biết được tính chất như vậy á, chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách để chúng ta đăng tin như thế nào để khách gọi nhiều nhất. Ở trong Chợ Tốt á, nó khác với bất động sản, chúng ta cạnh tranh nhau bằng cái thời điểm đăng này các bạn. Chúng ta cứ canh những cái khung giờ mà người ta online rất là nhiều, thì mình sẽ có những cái khung giờ này các bạn này. Cái khung giờ mà sáng sớm 7 giờ này, 7 giờ tới 8 giờ này, khi mà người ta thức dậy, ta ăn sáng, có thể là người ta cầm điện thoại, người ta lướt, ta coi thử có căn nhà đẹp đẹp hay không. Hoặc là cái giờ trưa 12 giờ. Nhưng mà cái thời gian mà nhiều người xem trong Chợ Tốt nhất mà từ xưa giờ mình làm á, mình phát sinh được khách nhiều từ Chợ Tốt nhất á, là cái khoảng thời gian từ 7 giờ tối cho tới 8-9 giờ tối. Cái thời điểm này khách rất là nhiều, các bạn thấy này, cứ tầm khoảng 1-2 phút là cứ có một cái tin mới đăng lên này. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta đăng tin lên Chợ Tốt đó, cũng không nhất thiết phải đăng những cái tin ưu tiên này đâu. Tại vì khách khi vào Chợ Tốt xem, có một cái tâm lý là người ta lướt từ trên xuống dưới, người ta thấy cái nhà nào giá tốt, giá đẹp, giá ngon thì người ta sẽ gọi. Cho nên là thay vì mình đăng một cái tin VIP nó tốn nhiều tiền, thì mình lựa chọn những cái khung giờ vàng mình đăng tin. Hoặc là ở trong Chợ Tốt nó có một cái rất là hay, đó là nó cái hẹn giờ đăng tin các bạn, hoặc là hẹn giờ up tin. Chúng ta tạo một cái tin VIP hoặc là một cái tin mà nó hẹn giờ up thì nó sẽ hay hơn. Đây này, mình làm một cái cho các bạn demo cho các bạn dễ hiểu luôn này. Bất động sản nhà bán. Rồi, ok, tiếp tục này. Tiếp tục. Chọn đài 3 tấm hình nào đi, chọn đài đi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. 60. Giá 2,5 tỷ đi. Rồi, tiếp tục. nội dung đăng tin. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Ây chà. Rồi, ở đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về các cái gói phí đăng tin của Chợ Tốt nha. Một cái tin bây giờ, lần trước mình đăng 15.000 và giờ nó lên 20.000 này các bạn. Đây, khi đăng là chúng ta đẩy tin một lần là 15.000. Đây, cái gói đẩy tin này là 15.000 một lần, tặng kèm hẹn giờ này các bạn nè. Thì ở đây nó có từng cái gói trong Chợ Tốt này, tin ưu tiên, tin nổi bật, hàng giá tốt này, nhãn hot không đẩy tin này. Ở đây này các bạn, nếu mà chúng ta bán hàng dự án hoặc là có một cái căn nhà mà nó quá hot đi, có thể là cái căn nhà này giá nó cực kỳ tốt, hoặc là một cái dự án nó cần hot và chúng ta cần gom khách trong vòng khoảng vài ngày thì chúng ta mới chọn tin ưu tiên, thì lúc nào nó ngồi tên đầu và cái giá tiền nó cũng tương ứng. Nhưng mà chúng ta bán một cái hàng bình thường, chúng ta đánh lâu dài thì cái cách tối ưu nhất thì mình nên chọn cái gói đẩy tin này các bạn này. Mình lừa những giờ nào mà khách online nhiều nhất. Đó, các bạn có thể test. Theo mình thì cái lúc khách online nhiều nhất là cái lúc tầm khoảng buổi tối đó. Đó. Rồi, thì các bạn chọn cái gói này và cứ một ngày chúng ta đẩy một lần cũng được. Thì là nó tối ưu nhất, chứ chúng ta đừng có đăng vô tội vạ rồi nó vừa tốn tiền mà vừa nó không hiệu quả. Đó là cái cách đăng trong Chợ Tốt. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ những cái gói này các bạn này và áp dụng vào cái lịch đăng của chúng ta. Đó. Đối với những cái trang khác thì chúng ta cứ đăng tin lúc nào được thì chúng ta cứ cho lên miết hết nha các bạn. Nhưng mà đối với trang Chợ Tốt với lại cái trang bất động sản.com thì chúng ta nên tách riêng ra để chúng ta đăng. Thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí và tiết kiệm được thời gian và sẽ tối ưu được công việc đăng tin của chúng ta. Còn những cái trang còn lại ngoài trang bất động sản và trang Chợ Tốt thì các bạn cứ dùng cái công cụ AUTOFILL mà các cái clip trước mình có hướng dẫn á. Ngày nào cũng cứ đẩy một đống lên trên thì đây. Tại vì những cái trang đó đa số là tin miễn phí hoặc là có phí nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng mà đối với trang Chợ Tốt và trang bất động sản.com này nó nhiều phí hơn thì chúng ta phải có những cái cách để chúng ta tối ưu. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.